Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay hai anh em mình sẽ đi thu hoạch mớp nha các bạn. Rồi anh nói đi. Rồi chào cả nhà nha, bữa nay hai anh em đi thu hoạch mớp nha. Rồi xin mời tất cả mọi người theo mình nha. Ơi bầu nè cả nhà ơi, trồng này được tháng rồi nè, có nụ rồi đó. À có nụ rồi thấy không, bầu nè. Rồi xuống đồi, ở đây xuống xuồng. Ngồi đẹp như thế đó. Ừ, bầu giờ chứ. Đừng nhảy xong nha. Kinh nghiệm mấy chục năm trời bơi xuồng sao nhảy xong được. Cú vượt lọc, chiếc cá thì một lọc. Thì đừng dùng nữa nha. Bây giờ từ đây vợ đầu tôi đi lui đã là tôi vui mừng chút rồi. Tôi nhớ đây vậy. À cả nhà ơi, mất siêu cháy luôn nha. Thứ này là thứ thứ hai nha, thứ rồi được cái 5 kg à, thứ là thứ thứ hai, lấy lại mớp đây, hả? Đây đây, đầu mình sẽ thu hoạch, rồi cái thau sạch cái này. Mớp này giống mớp Nhật nha cả nhà. 45 ngày thu hoạch nha. Thấy không? Cái nào đây thấy cưng không? Giòn giòn thấy không? Mớp đẹp lắm. Trồng thứ này thứ nào chịu nổi cả nhà ơi, quá trời trái luôn rồi. Cái nào cái nấy thấy thương luôn. Nằm trên vàng lũ khủ. Dính đây nó bị cong không kìa. Thả cho nó xuống. Quá trái rồi cái này ơi. Cái này nó không được thẳng. Trái thì cưng không? Quả trái. Mớp này giờ giá khoảng nhiêu ký anh Tân? À, cân được 10 ngàn, bán lẻ 12 ngàn. Trái lồng thòng lên thỉnh hết trơn. Cái này lúc cắt được luôn á mà mình không ép để ngày mơi. Mơi có thu hoạch nữa. Bán lê gai. Mớp này vào vụ là cứ ngày nào mình cũng thu hoạch như cả nhà. Ngày nào cũng thu hoạch, mới cắt hôm qua nay cắt nữa. Chứ còn tại cắt ép là cắt cử. Cắt ngày cắt cử gì đó. Còn mình đây là mình để nhà bán lê gai, ngày nào cũng thu hoạch hết. Mớp này quá trời siêu trái rồi cái nào. Có gì mớp đực nè, mà nhưng không nhổ để cho nó thụ phấn. Quá cái chùm rồi. Quá rồi. Có trái bự trong đó đó. Chùm vậy đó. Còn nhiều lắm đó mà những cái này là để lại ngày mơi để tính tới nó. Mơi hãy xử lý tiếp. Trồng mớp có khi nào không ra trái mớp mà ra trái bầu không? Mớp dâm bầu nó bầu sẽ ra gì được. Cái đó mình muốn ghép thì được. Có thể ghép được. Nó lọt trái xuống này để nó nằm trên vàng nó bị cong. Trái này nó nằm trên vàng cong nó hư. Cắt bỏ. Không để điện nó mất.
cái đúng cắt được để mời cắt. Ủa, từ cho em nằm xuống rồi đi. Lúc này tính cắt đìa đâu ngắt đồng bầu giặt cá này chưa cắt đìa tình sao không cắt thì em phải ba trái bự dưới đó kìa anh Tư. Ba trái bự ở dưới kìa. Dưới đó à? Ừ. Dưới là tự tới. Chắc bỏ bớt. Bỏ bớt lá chứ trái ấy thôi bớt. Nhiều sâu lắm, nó lầu trái ra. Nằm trên vàng nè. Không có cái xuồng mình không có sửa nó được. Hay là bị cong hết trơn không? Có xuồng cái mớp. Trời ơi, có 30 dây mớp mà bù quá trời thu hoạch rồi. Ê, được một hao rồi nha cả nhà. Hao chưa hết đâu. Là mới có nửa phân nửa vàng. Mới có nửa chặng đường à. Có siêu trái quá ơi, cái nào trái nè nó bị lủng lẳng hết trơn trái chỗ này nó bị mỏi. Wow. Màu đó nhà ơi. Mấy cái này chứ là ngày mơ là nó cái này hết là thu hoạch được đó. Cái màu lắm. Cái heo chế mớp mà nhìn thấy không? Đẹp hơn tôi thấy không? Xung quanh thẳng ra. Được đầy đau nha cả nhà. Đau mà trái ở trên nè. Lỡn. Phải thay cho nó thu hoạch được đó mà. Để chiều quá hết thành tính đi. Giờ cắt này quá rồi thấy mình đi. Trái nằm sắp đất luôn cả nhà ơi. Mớp này mớp hương nha, hương mà lội hương cuối nhật nha. Xui cháy. Rồi. Để đi đốt lá, để cho nó ra cái trái nằm ở đâu. Không có cảm được cái trái mớp. Lớp này sâu thì chưa có sâu. Chưa dịch luôn, tại mình trồng gần cái đường nước, gần cái ruộng này nó có nước. Nó đỡ sâu lại lắm, sáng thì sâu lại. Wow, trồng bao giờ. Trồng quá rồi. Thứ này, thứ nào chịu nổi quá. Cái này mà trồng chừng một công thì hái từ sáng tới chiều. Đứt chỗ cắt ba bốn trái. Cái thức này bà con nào muốn có là bên nhà nông thì bên trồng bầu, trồng mớp, trồng dưa leo, hoa màu này nha. Các loại mà họ dòng lá và lá nhám này nha. Cho mình xin một like đi rồi mình hướng dẫn cho trồng siêu trái luôn. Nói chung trồng cũng
nói chung nó cũng không khó cả nhà ơi, mà nhưng mà nó khó cái là tùy theo năng suất của mình, trái nhiều trái ít là do nên kỹ thuật của mình đi kê đi đọt đó, chứ không phải mà để là tự nhiên mình được trái gì đây gì đâu, không có cho được trái gì đâu. Mình là mấy trái công công rồi cắt bỏ hết, không để là nó bị hư cái nụ non, nó bị rút dọt theo. Qua wow, hai trái này đúng cắt được, thôi để em ơi đi, nhiều quá. Ba trái à, chín trái. Rồi xong. Cái đó bầu đó nghe cả nhà. Bầu mình có nụ rồi đó. Bữa nay là 36 ngày rồi đó. Trời ơi, được một thao đầy luôn cả nhà ơi. Trời ơi, cả nhà nha, 30 cây mốt dung một thao. Rồi bây giờ mình đi về, mình đem cái này ra chợ mình bán nha cả nhà. Wow. Cái chưa cắt được không? Cái còn lên ngẩn. Bắt đầu là ngày mới quật tiếp. Rồi giờ mình chuẩn bị lên bờ mang mớp ra chợ bán nha cả nhà. Nếu mà yêu thích kênh xin hãy cho một like, một share và một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của kênh mình nha. Cảm ơn, xin chào tất cả mọi người.